Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 123.900 tỷ đồng. Báo cáo tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 đã giảm nhẹ, giảm 0,7% so với tháng 6, trước những biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, với đà tăng mạnh trong các tháng trước, tính chung 7 tháng năm 2022, cả nước có 84.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 44.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 133.700 doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo kết quả kinh doanh chưa soát xét 6 tháng đầu năm 2022, mới được tập đoàn Masan công bố, chuỗi siêu thị Winmart, Winmart Cộng của tập đoàn này đã tăng tốc mở rộng quy mô lên 3.000 điểm bán và hướng tới mục tiêu là 3.800 điểm bán vào cuối năm nay. Trong 6 tháng đầu năm 2022, The Crown X, nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp WinCommerce và Masan Consumer Holdings vẫn tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế 1.146 tỷ đồng, tăng đến 68,7% so với cùng kỳ năm 2021. Từ đầu năm 2022 đến nay, WinCommerce đã khai trương 5 siêu thị Winmart và 301 siêu thị mini Winmart Cộng, nâng tổng số siêu thị của hai loại hình này lên đến 3.000 điểm. Có đến 60% số cửa hàng mới mở trong nửa đầu năm 2022 đã có lãi trong quý 2. Nhìn chung, các cửa hàng được mở mới năm nay có đà tăng trưởng tốt hơn so với số mở mới quý 4 năm 2021, cho thấy ban điều hành công ty đã liên tục cải thiện năng lực mở mới cửa hàng, tối ưu về mặt hiệu suất. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, WinCommerce khai trương thêm 800 cửa hàng mới, trong đó có 100 cửa hàng theo hình thức nhượng quyền, nâng tổng số điểm bán lên 3.800 điểm.